Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong thánh điện của Thiên Chúa? Ai sẽ được ở trên núi thánh ý của Ngài? Người sống thánh liêm theo đường công chính, lòng suy gẫm điều ngay, lưỡi không hề vu oan. Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong thánh điện của Thiên Chúa? Ai sẽ được ở trên núi thánh ý của Ngài? Người chẳng gây ra khổ nhục cho ai, người khinh ghét tà gian, kính yêu người lân bang. Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong thánh điện của Thiên Chúa? Ai sẽ được ở trên núi thánh ý của Ngài? Người chẳng đổi thay khi đời rủi mây, người không tính tiền vay, không hối lộ tham say. Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong thánh điện của Thiên Chúa? Ai sẽ được ở trên núi thánh ý của Ngài? Chúa phán, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà lại không qua Thầy.